Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 4 tháng 10 thì Xuân Đỉnh đã lên cho các bác một cái bộ âm thanh phối ghép rất là hợp ví tiền. Đây là một cái bộ phối ghép giữa cặp loa Mỹ và một chiếc âm ly Nhật. Phân khúc tầm tiền là trên 10 triệu. Là các bác đã chơi được một âm thanh hàng bãi rất là chất lượng và các bác cũng có thể là ghép thêm vang cơ, vang số khi phối ghép cùng một cái bộ âm thanh như này để hát karaoke gia đình cũng rất là tuyệt vời. Thì cái bộ này sẽ để giới thiệu cho bác cùng có một chiếc âm ly PN 8800 mắc đôi và một cặp loa Mỹ Lea Pascal. Model của nó là 8810 bass 30 chung giấy thép giấy. Dòng này được sản xuất tại Mỹ luôn và dòng này thì nó dòng đời cao. Gân của nó là gân đỏ như loa Sherwin Vega. Và cái rốn loa của những cái dòng loa này thì nó cũng rất là dị dạng, nó có cái logo thương hiệu của nó luôn. Đấy. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác. Đầu tiên thì sẽ quay về chiếc âm ly. Thì chiếc âm ly PN 8800 mắc đôi này thì máy móc còn nguyên zin, nhưng vận chuyển về thì nó có hơi cấn một tí cạnh ở dưới này. Đấy. Còn mặt tiền thì cũng khá là đẹp, không có bị chảy xước gì nhiều. Rất nhỏ đi, tí tí. Hầu như là nếu như mà Xuân Đỉnh bán mà không tả chi tiết thì nói thật với các bác là nhiều các bác hay nói là đẹp xuất sắc, nhưng đây Xuân Đỉnh cứ tả chi tiết cho các bác thì nó chỉ có móc một chút xíu này. Còn đồ tất cả các cái tính năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Dòng này thì nó sử dụng là 8 sò than cánh xanh đen 2 vít, 4 tụ lọc nguồn và 2 nguồn riêng biệt. Size của nó là size chuẩn 42. Và cái dòng PN 8800 mắc đôi này thì nếu như bác nào đa mê âm thanh cũng như hay xem trên các kênh bán hàng thì các bác cũng biết rồi, dòng này là dòng quá nổi tiếng mà giá thành thì lại rẻ. 8800 mắc đôi, đời cao hơn 7800 mắc đôi mà giá lại rẻ vào một nửa. Dòng này thì nó có tần số chỉnh của bát tép và volume bát tép. Đấy. Cầu loa, dòng này thì đánh hai cầu loa AB và A cộng B trở kháng từ 4 ohm. Đấy, cái này là filter là đọc tần số bát tép thì bác để trên có ba năng volume nào nứt. Sau này là có tuner AUX là những đường vào, ngoài ra thì có tap 1, tap 2. Dòng này thì rất dễ sử dụng. Size chuẩn 42. Riêng có một vết trời nhỏ, Xuân Đỉnh bán giá rẻ cho các bác, mức giá chỉ có 5 triệu đồng một chiếc âm ly PN 8800 mắc đôi. Đấy, giá cực kỳ là tốt và máy móc thì đều hoạt động hoàn hảo, đã test tất cả các tính năng. Mặt tiền vẫn là đẹp đen keng, chỉ có một vết vận chuyển nó chảy thì nó hơi lõm một tí cạnh ở dưới. Đấy, tả chi tiết cho các bác luôn. Mức giá thì Xuân Đỉnh bán giá cực mềm cho các bác, mức giá chỉ có 5 triệu đồng. Dòng này thì các bác ghép về những dòng La Piano Nhật Bass 2530 và các bác có thể ghép cùng với cái cặp loa Mỹ mà Xuân Đỉnh đang chơi này cũng rất là tuyệt vời. Mức giá thì khá là mềm mại. PN 8800 mắc đôi có mức giá là 5 triệu đồng. Còn ở đây là cái cặp loa, dòng này là rất ít khi về, đó là cặp Lea Passer 8810 MZNUSCA, trở kháng 8 ohm, công suất của nó là 125W, giải tần đáp ứng từ 35 đến 20.000 Hz. Thì đây là dòng loa Mỹ đời cao, đời mới. Trên những dòng này thì nó có một cái đặc trưng riêng, đó là cái chất gỗ của những dòng loa Mỹ thì nó rất là thơm. Bát của nó là bát 30, gân mút zin, màng của nó là màng giấy. Đấy, một chung giấy tép giấy nỗ tông hơi phía đằng trước. Cặp loa có kích thước chiều cao là đạt 69, chiều ngang của nó là 37 và chiều sâu của nó là 31. Loa còn khá là đẹp, căng thước còn nguyên zin, vải không bị rách. Góc cạnh thùng thì đẹp đen keng, thông số của loa thì nó ở phía đằng trước và nó có hai tinh chỉnh chung tép. Còn ở phía đằng sau của loa thì nó rất là đẹp. Đặc trưng cái chất gỗ của những dòng loa Mỹ nó rất là thơm. Dòng loa này thì nó không kén về âm ly cũng như nó cũng không ăn về công suất. Các bác có thể ghép những chiếc âm ly từ 100W trở lên là đánh những cặp loa này rất là hay. Và tiếng loa này rất là sáng nếu như các bác nghe nhạc vàng. Và cũng có thể là nghêu ngao karaoke thư giãn gia đình. Và nói thật với các bác là nếu như mà các bác muốn hát hay thì dù kể cả là loa to như này, giờ nữa thì các bác vẫn đầu tư thêm một con súp điện bass 2530 để các bác hát thì nó mới chất lượng. Và nếu cứ hát thẳng những loa này thì cũng được, nhưng mà vẫn thiếu bát. Vì trong các cái quán hát karaoke khi các bác đi hát các bác thấy loa rất là nhiều, nhưng lại thì họ vẫn phải lắp thêm những quả súp bát 40-50 mặc dù phòng chỉ có mười mấy mét vuông. Cho nên các bác hát karaoke trên những cái
cặp loa Nhật loa Mỹ như này thì cứ khuyến cáo các bác là vẫn đầu tư thêm một con súp điện để các bác chơi chất âm nó mới hay được. Góc cạnh bên này cũng rất là đẹp. Đấy. Đây là trước mặt. Thì chiếc loa bên này cái gân của nó chỉ bị bẩn một chút xíu này. Đây bị bẩn. Chứ không phải là bị rách gì cả, nên là bị bẩn đấy. Loa thì nguyên zin cả gân lẫn màng, nhưng cái gân bên này nó hơi bẩn một chút xíu. Và các bác để nguyên đây vì nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Còn căn cước thì đầy đủ hết. Và cặp loa Mỹ 8810 này thì Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 6.500.000 đồng. Bát 30, hình thức loa góc cạnh đẹp len keng, mức giá là 6.500.000. Và tổng giá trị cả một bộ này là 11.500.000 cả bộ. Và những cái sản phẩm này thì Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đỉnh. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại 0395727582. Địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.